Vị trí em đang đứng là mặt tiền đường 23 tháng 10. Hướng này là hướng về thành phố Nha Trang, cách 10 km. Đây là cây dồ đôi, có lịch sử lâu đời của huyện Nhân Khánh. Phía trước kia là cầu vượt của tuyến tránh quốc lộ 1A với đường 23 tháng 10. Hướng vào lô đất mình là đường mặt tiền đường cây dầu. Bây giờ mình di chuyển vào lô đất, từ vị trí này vào lô đất 350 m trên mặt tiền đường cây dầu. Đường rộng 7 đến 8 m. Dân cư hai bên rất là đông đúc. Đường cây dầu cũng là một trong những con đường chính của xã Diên An, kết nối với đường Bà Đội, thông ra các hướng. Đoạn trong này thì có nhiều nhà vườn biệt thự xây rất là rộng. Gần tới lô đất rồi ạ. Phía gần với lô đất mình cũng có mấy cái nhà vườn biệt thự rất là to. Ngay biệt thự to kia là đường Bà Đội. Đây là lô đất của chúng ta. Dạ, em Lập nhà đất Nha Trang xin chào anh chị. Hôm nay em Lập sẽ gửi đến quý anh chị một lô đất mặt tiền đường mà thông ra các hướng. Đây là vị trí em đang đứng là mặt tiền đường cây dầu thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh. Lô đất mình thì thông ra đường 23 tháng 10 nè, thông ra tuyến tránh quốc lộ 1A cũng như thông xuống đường Bà Đờ ngay chỗ chợ Diên An. Bây giờ thì em vào chi tiết lô đất. Đây là lô đất của chúng ta. Tổng diện tích 493 m², trong đó có 350 m² thổ cư. Bề ngang mặt trước 13 m, kéo dài ra sau 38 m. Hiện tại thì đất đã được nâng nền cũng như rào chắn làm cổng rào rõ ràng. Đây, bề ngang mình thì từ trụ bê tông này nó có cái hàng móng đá xây sẵn đây. Kéo qua bên kia cũng có một cái móng đá xét ranh với lại cái trụ bê tông này là 13 m. Ở phía sau cũng có một cái nhà vườn rất là đẹp. Thì đây là mặt tiền đường cây dầu. Hướng này thì đi ra đường 23 tháng 10, cách 350 m, ngay chỗ cây dầu đôi. Còn xoay qua bên hướng này thì rẽ bên tay phải là đi lên tuyến tránh quốc lộ 1A gần chỗ cầu vượt. Còn rẽ bên tay trái là mình đi xuống chợ Diên An ngay chỗ đường Bà Đề. Từ đây di chuyển xuống chợ Diên An đường Bà Đề đó thì 700 m. Còn mình di chuyển lên ngay chỗ tuyến tránh thì 250 m. Lô đất thông các hướng, giá bán trên lô đất là 13 triệu trên 1 m². Anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại cũng như Zalo em Lập 0968 639 763. Vị trí em đang đứng là tuyến tránh quốc lộ 1A ngay chỗ chân cầu vượt. Điểm này là điểm kết nối đường Bà Đội với lại tuyến tránh. Đây là hướng vào lô đất của chúng ta, mặt tiền đường Bà Đội. Đường hiện trạng rộng 6 đến 7 mét. Từ vị trí tuyến tránh vào lô đất tầm
250 m. Đường này mình đi thẳng là xuống chợ Dân An ngay chỗ kết nối với đường Ba Đề. Đây là gần tới lô đất. Mình rẽ bên tay phải, bên tay trái là đường Cây Dầu. Lô đất của chúng ta nằm bên tay phải. Đây là lô đất